Hello mọi người, lâu lắm rồi mình mới quay lại làm lại một chiếc vlog. Hôm nay là một chiếc vlog khá là đặc biệt, vì hôm nay là mình sẽ có hẹn đi ăn thử tại một nhà hàng cho cái đám cưới của con em của mình. Thì nó kêu cả gia đình đi để ăn, nên gửi cho nó feedback về món ăn như thế nào. Rồi thì sau đó chiều thì tụi mình sẽ đi đám cưới một con nhỏ bạn, chơi cũng khá là thân với nhau từ khi mà mới ra trường tới giờ. Thì có gì hôm nay là mình sẽ dẫn cho các bạn đi theo chân mình tới xem thử coi là một cái ngày mà ăn đám cưới hai chồng như thế nào nha. Thôi mừng theo chân mình nhé. À, mình tua lại một tí ngày hôm trước. Thực chất là mình đã thích mua một cái túi kiểu hơi mắc tiền một xí, vì thưởng cho bản thân một năm qua đã cố gắng quá nhiều. Và do mới chuyển việc nên mình cũng được lên lương, cũng thông thả tiền bạc để mua. Coach thì thực chất là cũng không phải là dòng cao cấp lắm, chỉ kiểu cận cao cấp thôi. Và hiện tại mình cũng chỉ đủ khả năng để mua Coach thôi. Quay lại việc mua Coach thì mình lựa mãi mới thấy ưng cái dòng này. Mình thực chất cũng chả rành lắm về thời trang hay các brand lắm, nên thấy ưng với kiểu dáng đơn giản kết hợp được nhiều bộ đồ trong nhiều tình huống thì mình triển thôi. Kiểu này là kiểu dáng thiết kế đặc trưng của Coach, có chữ C viết tắt. Nghe bảo đây là dòng limited của Coach và còn một cái duy nhất, không biết có phải không nữa. Nhưng kệ, mình thấy thích là được. Mình với anh Nhật còn chọc nhau đó là năng lượng kiểu thu mặt trăng, mỗi lần đeo vào sẽ biến thành thủy thủ. Mua xong còn được tặng một cái tag khắc tên đeo kèm. À, hi hi. Kiểu nhà quê mới lên Sài Gòn sắm đồ, kiểu lần đầu tiên mới sắm đồ hiệu hay sao á. Giá nó tính ra cũng mắc quá trời luôn, tới tận 16 triệu lận. Tôi không có nhiều tiền, chỉ dám mua nhiêu đây thôi. Sau này làm ổn ráng hơn thì đổi sang cái túi cao cấp hơn, mà chắc cái túi này xài 4-5 năm nữa mới đổi. Mọi người thấy mình mang đẹp không? Chứ tôi thấy cốt cách của tôi cũng mang đồ hiệu cũng được lắm đó nha. Em mình đã đặt tiệc cưới ở một nhà hàng 5 sao tên là Pavilion ở quận Tân Bình, nằm gần bên Adora Hoàng Văn Thụ. Chỗ này được cái là khá rộng rãi, để được xe hơi rất nhiều. Ngoài ra, sảnh nhà hàng cũng khá là rộng. Sảnh em mình chọn được cái trần là khá cao và khá thoáng, đặt được khoảng 600 khách lận. Thấy kiểu này là xác định bữa đó là chạy xúc quần. Mà mình thích chỗ nào trần cao, chứ khách khứa đông mà trần thấp chủng là hơi người nó sập lên tới mũi, mệt vãi chưởng ra luôn. Sau đó tụi mình xuống ăn thử các món ở tiệc cưới, vì chứ chắc thể nào bữa đó là tụi nó với ba mẹ hai bên là sẽ không ăn được đâu. Mình với anh người yêu hai đứa em mình thì thấy ngon lắm, nhưng không hiểu sao ba mẹ mình khi dở. Món khai vị đầu tiên là món súp bào ngư sợi. Cái này chỉ là bào ngư cắt thành sợi thôi nha, chứ bào ngư thiệt á là nó mắc vãi chưởng luôn đó. Mình cực kỳ đặc biệt thích món này, đây là món salad gà. Ăn kèm với sốt thì khá là ngon, cái vị cũng khá là đậm đà. Ăn vào là tan, miếng nào là tan miếng đó luôn.
Tiếp theo là món cá. Món cá này thì ăn với sốt cam thì trời, thịt nó tan mà nó không có tanh một cái miếng nào luôn. Món chính tiếp theo là món bò. Nhìn thấy đen đen vậy thôi chứ không phải là thịt hư đâu nha mấy má. Cái này là cái cách người ta ướp á, nên cái màu nó đen vậy. Nhưng mà trời, nó cũng rất là xuất sắc luôn. Cuối cùng là món lẩu signature của nhà hàng này luôn. Kết bằng món chè nhãn nhục ngọt thanh này là quá tuyệt vời. Ăn xong á, thì hai gia đình ra chụp choẹt vài bô kỷ niệm rồi đi về thôi. Về để ngủ, để chiều hai đứa còn lên đồ ăn đám cưới con bạn thân tiếp nữa. Rồi lúc này là bắt đầu quá ngựa ngựa tô tô vẽ vẽ cả mấy tiếng đồng hồ. Xong ra cái mặt y chang không khác miếng gì. Mà thôi vậy mới hay, trang điểm cho đẹp tự nhiên. Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Rồi lấy năng lượng mặt trăng ra biến hình thôi. Anh người yêu mình cũng biến hình nè. Phải đi cho kịp, kẻo lại người ta làm lễ rồi bị nhốt ở ngoài luôn. Hai đứa bắt ráp khó ơi là khó nên quyết định thôi kêu taxi đi đại cho rồi. Buổi tối ở Sài Gòn mà được đi taxi là đẹp lắm. Đi thấy đèn chiếu chiếu. Với kiểu mình đi taxi á, nên không phải hít bụi thấy cũng vui vui. Nhà hàng con bạn mình tổ chức ở Aurora Tôn Thất Tùng. Ở đây hay một chỗ là đi xe máy, có xe điện trở lại tới sảnh. Còn tụi mình đi taxi. Gì vậy? Vô duyên. Hôm nay tụi mình đi hả bị trễ? Lên. Hôm nay con bạn mình đẹp thiệt sự, nghe bảo đi tập gym với nhịn ăn đi được một thân hình như bây giờ. Hồi xưa mình thấy nó order đồ ăn mà sợ. Chị ơi, một phần bún không bún. What the fuck? Không gian ở nhà hàng này khá thoáng với không bí lắm. Mình sợ nhà hàng nào mà cái trần thấp thấp lắm. Khách đông mà kiểu này chắc ngợp vãi cả ra quần luôn. MC giới thiệu xong là màn vũ đạo của các bạn vũ công. Thấy nhà hàng nào cũng kiểu như vậy hết á. Sau này nếu mà có làm đám cưới tôi đứng ra tôi hát luôn. Nói vậy thôi chứ phải đi thu âm. Chứ nhép hát thiệt chắc người khách bỏ về rồi ăn có một đống guốc các loại quá. Vô vui gần chết. Và hướng ánh nhìn về phía của sân khấu, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón. Đây là group các chị em từng làm công ty iGlocal, lâu lâu mới gặp lại nhau. Hoàng gia hả chú? Chú Hoàng gia là sao? Nó mà giàu quá. Chú Hoàng đâu giàu đâu, chú Hoàng nghèo lắm. Chú Hoàng giàu lắm con. Chú Hoàng có túi 16 triệu á. Mà nha mày. Cái túi 60 triệu đi cho nó đã. Chú Hoàng nghèo, không có già. Cái tội ham ăn với không biết lượng sức mình. Đi xong hai chập trưa chiều về cái bị trúng gió trúng thực và đầy các loại trúng khác. Thế là phải nhờ con em, ông người yêu và ba mẹ hỗ trợ làm đồ uống để khỏe. Ngày hôm sau thật là vật vã đi làm.